Hồi ức là nhớ về những chuyện đã cũ, nhớ đến những năm tháng thanh xuân đầy thơ mộng. Chỉ có điều chúng ta không còn như ngày hôm ấy. Sau này cũng sẽ không. Đó chính là từng mảng ký ức ở quá khứ mãi chẳng lấy lại được. Và như những con người tuyệt vời nhất, chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân. Thế giới này quá rộng lớn để chúng ta có thể biết mãi mãi là bao lâu, hay một lần xa nhau thì bao giờ sẽ gặp. Và rồi chúng ta dần đắm chìm vào sự quên lãng ấy. Thế nhưng tạm biệt thực ra không phải là từ biệt, mà là một lời hứa. Thời học sinh thật vui ghê, làm cho ai cũng muốn quay về. Cười giòn tan, hòa tiếng hát khúc ca rộn vang. Cùng đùa vui, cùng mơ ước, cầm tay ta bước trên con đường. Từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương. Nhớ đến những phút giây, mình cùng ngồi trò chuyện nơi đây. Ta dòng chơi vui đùa theo tháng ngày. Có những lúc ghét nhau, rồi hôm sau lại chợt quên mau. Giờ ra chơi vẫn sáng lớp bên ta cùng đá cầu. Kỷ niệm đó mãi chẳng thể quên. Giờ học cứ mỗi lúc mùa thi đến, cùng sẽ chia bao nhiêu khó khăn bên nhau lúc cần. Nụ cười hãy cứ mãi giòn tan, nụ cười hãy cứ mãi thật trong sáng. Để tôi mang đi theo suốt đời, mang theo suốt đời. Thời học sinh thật vui ghê, làm cho ai cũng muốn quay về. Cười giòn tan, hòa tiếng hát khúc ca rộn vang. Cùng đùa vui, cùng mơ ước, cầm tay ta bước trên con đường. Từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương. Về một thời học sinh, la 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 la. Về một thời học sinh. Thank you.
chẳng mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Thưa thầy, thưa các bạn, kể từ ngày lớp chúng ta chia tay, thầy, cô, bạn bè rời xa mái trường thân yêu, nay đã tròn 35 năm và cũng ngần ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời, với bao suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ, đáng quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, mỗi người chúng ta không thể quên những ngày còn học chung mái trường Hàn Thuyên thân yêu. Khi cánh phượng hồng đang rực cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt lại trào dâng lên trong lòng mỗi chúng ta. Niềm bồi hồi xúc động, và cũng trong cảm xúc đó, hôm nay lớp 12A chúng ta tổ chức buổi họp mặt chính thức đúng 35 năm ngày ra trường, một cách trang trọng hơn, đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn. Kính thưa thầy giáo tổng chủ nhiệm lớp 12A và các bạn lớp 12A yêu quý, hôm nay trong không khí đầm ấm thân thương này, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban liên lạc và ban tổ chức nồng nhiệt chào mừng thầy giáo và 41 bạn học sinh lớp 12A đã về tham dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 35 ngày ra trường của khóa 1985-1988 ngày hôm nay. Kính chúc thầy giáo, các bạn cùng toàn thể gia đình sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng. Kính thưa thầy giáo, thưa toàn thể các bạn, lần đầu tiên chúng ta họp lớp kỷ niệm 35 năm ngày ra trường. Kể từ ngày đó, chúng ta vẫn duy trì họp mặt hàng năm. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chia sẻ, động viên, giúp đỡ, trao cho nhau niềm vui trong cuộc sống. Điều đó chứng tỏ buổi họp lớp rất quan trọng và có ý nghĩa. Và để có buổi họp mặt đông vui và được đầy đủ như ngày hôm nay, thay mặt lớp, mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong ban liên lạc, ban tổ chức đã nhiệt tình tổ chức buổi họp mặt ngày hôm nay. Và đặc biệt xin gửi tới lời cảm ơn của bạn, của lớp, tới bạn Mai Hương, trưởng ban liên lạc và ban tổ chức. Mặc dù bận trăm công ngàn việc, nhưng bạn vẫn luôn nhiệt tình và làm tròn trách nhiệm vai trò của mình. Không những các bạn đã tổ chức buổi họp mặt lớp hàng năm, mà còn làm tốt các hoạt động khác của tập thể lớp trong 5 năm qua. Mong rằng trong những năm tới, các bạn trong ban tổ chức vẫn tiếp tục công việc vì sự đoàn kết của tập thể và vì sự tín nhiệm của mọi người để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chúng mình hãy gửi lời tri ân và lời động viên tới các bạn trong ban liên lạc và ban tổ chức của lớp bằng một tràng pháo tay. Còn có nhiều điều muốn nói, tuy nhiên hãy để tiếng lòng tự đến cùng nhau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn thầy giáo đã hiện diện cùng chúng em trong ngày vui hôm nay. Kính chúc thầy có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc ngày họp mặt của chúng ta mãi trở thành dấu ấn đẹp đẽ, không phai mờ trong tâm tưởng của mỗi chúng ta. Những giây phút thăng hoa cảm xúc để mai đây trở về với cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể thêm nguồn động lực cho sự vươn tới tương lai. Xin chân thành cảm ơn. Thì trước tiên cho em xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới thầy Tổng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, người thầy giáo đã dìu dắt, dạy dỗ chúng em trong cái quãng thời gian
là học sinh phổ thông trung học, là cái thời gian mà sau này chúng em mới biết được rằng là chúng ta em cứ tưởng là mình là người lớn rồi, chúng em cứ nghĩ rằng mình đã biết yêu rồi, nhưng thực ra thì là rất là nhỏ bé và chưa hiểu gì trong cái cuộc sống và đường đời phía trước đang chờ mình phía trước. Và tôi cũng xin cảm ơn các bạn trong ban tổ chức cũng như là các bạn trong ban liên lạc lớp 12E rất là nhiệt tình, chu đáo để tổ chức những cái khóa, những cái buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày ra trường trong cái điều kiện mà tôi cũng còn những cái công việc cần phải giải quyết, công việc gia đình, thành ra là tôi cũng chỉ tham dự được cái số những cái buổi họp lớp chẵn thôi, ví dụ 35 năm và sau này nữa. Rồi thì các bạn cũng đang rất nhiệt tình để chu đáo để chúng ta có một cái buổi ngồi đây để tất cả các bạn lớp 12E ngồi đây để ôn lại cái kỷ niệm của sự ngày xưa. Đến buổi dự mặt ngày hôm nay, tuy mỗi bạn, mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng gặp các bạn ngày hôm nay, bạn nào cũng tươi trẻ, vui vẻ. Thực sự trong tâm tôi rất cảm động. Rất cảm động thưa các bạn. Đấy. Thế thì một lần nữa là xin chúc thầy luôn luôn có một sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc các bạn sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Xin phép các bạn mình đọc cái bài thơ với tựa đề là Về họp lớp. Bạn thân hỡi, hôm nay về họp lớp thì nhớ đừng ăn mặc quá cao sang. Nếu có thể đừng đi về bằng xế hộ, bằng hữu xưa còn xe máy cà tạng. Nếu đến sớm chuẩn bị trà với nước, bàn ghế ngồi cho bè bạn thầy cô. Đừng biểu ngữ răng cửa trước cửa sau cửa trước, long chọc chi nhìn xến trầm thấy mồ. Nếu có thể một bình hoa là đủ, trưng thật nhiều hình ảnh của ngày xưa. Ráng nhớ hết tên những người bạn cũ, chuyện buồn vui thời ma quỷ cũng chừa. Đừng có đợi bạn chia tay mới bắt, chia tay ra mà ôm lấy bờ vai. Đừng chỉ ngồi với mấy thằng máu mặt mà hân hoan với cả đứa dân cày. Đừng lớn tiếng về gia tài hoành tráng, đừng say sưa kẻ thành quả vẻ vang. Đừng hồ hởi với tương lai tươi sáng, bạn bè xưa nhiều đứa vẫn bần hàn. Hãy ngồi xuống ân cần và khiêm tốn, hãy lắng nghe thăm hỏi và động viên. Nhắc thật nhiều chuyện ngày xưa vui nhộn, chuyện một thời cùng vui vẻ hồn nhiên. Ngày họp lớp với bạn nào thành đạt chẳng khác gì ngày bái tổ vinh quy. Còn đối với bạn không may mắn khác là tủi thân chứ có sướng vui gì. Vì lẽ đó chiều nay về họp mặt, bạn hiền ơi nhớ đừng nói về mình. Chờ cửa ôm mọi người thật chặt và hỏi han bày tỏ tấm chân tình. Vậy đi nhé, hôm nay về họp lớp. Xin hết ạ. À, ngạn ngữ có câu không thầy đố mày làm nên, và quả thực chúng em có được cái ngày hôm nay đó là có cái sự, đó là có công lao đóng góp rất lớn của thầy, chỉ bảo dạy dỗ chúng em từ kiến thức, từ cách ứng xử, và những cái lời răn dạy của thầy đã theo chúng em đến tận ngày hôm nay và chúng em đã trưởng thành. Chúng em rất biết ơn về những cái điều đó. Và em nhớ là có một cái bài hát là khi thóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi, và hôm nay tóc thầy bạc trắng thì chúng em đã khôn lớn rồi. Xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy và kính chúc sức khỏe thầy. Ý thứ hai, xin cảm ơn tất cả các bạn trong ban liên lạc, ban tổ chức họp lớp ngày hôm nay. Có thể nói là từ rất sớm, cách đây được khoảng mấy chục ngày rồi, các bạn đã lập nhóm, rồi chuẩn bị lên danh sách, chuẩn bị về tài chính, rồi các cái điều kiện và cơ sở vật chất cho buổi ngày hôm nay.
có thể nói là hết sức chu đáo. Và để có cái buổi gặp gỡ đông đủ 41 bạn như thế này thì công lao của các bạn rất nhiều. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Ý thứ ba, đó là sự có mặt của tất cả các thành viên trong tập thể lớp 12A ngày hôm nay. Quả thực, đến cái tuổi này mà chúng ta họp mặt mà có đầy đủ 41 bạn thì quả thực là rất là đáng trân quý. Chúng ta cũng đã phải mất rất dành rất nhiều các cái thời gian, phải cố gắng để có mặt đầy đủ ngày hôm nay. Tôi cũng mong muốn rằng từ 41 bạn này chúng ta mãi bên nhau như các bạn học sinh ngày nào, rồi cùng chia sẻ, rồi cùng giúp đỡ nhau trong lúc vui, lúc buồn, để chúng ta mãi mãi bên nhau. Mình học ở trường ấy, đến năm 17, 18 tuổi ấy, nó chỉ là chữ học nghĩa ABC ban đầu. Học chính là học từ năm 18 tuổi cho đến bây giờ. Đấy mới là học. Học lòng người, học khó, cái đấy rất khó. Học làm sao để trở thành một con người sống có tình với nhau là rất khó. Chúng mình đến với nhau như thế này là cũng đang thực hành cái việc học đấy. Tình cảm dành cho bố mẹ, họ hàng, anh chị em, rồi cho chồng, cho con hàng ngày, riêng có ngày hôm nay là dành cho nhau. Đấy là cái cực kỳ quý giá. Thầy chỉ mong là bây giờ năm nay là 35 năm mà chúng mình gặp nhau. Thế thì không biết là 30 năm nữa, 35 năm nữa là còn bao nhiêu người gặp nhau. Đấy, có còn đông vui như thế này nữa không? Có còn bền chặt như thế này nữa không? Đám khóc đám cười mình có mặt với nhau nữa hay không? Đấy, thầy mong ước là chúng ta cố gắng giữ được như những ngày đã làm, như những ngày cách đây 10 năm chúng ta bắt đầu làm, và bây giờ làm tương đối tốt. Cuối cùng, thầy cảm ơn, chúc gia đình ngày hạnh phúc và sức khỏe. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng ngất nghẹn ngào. Thời gian sao đi mong, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho. Trong những kỷ niệm xưa.